Cháu thưa cô, trước đây khi cháu có tâm nguyện mong muốn được đi xuất gia nhưng cháu có lo lắng cha mẹ cản trở mình và cháu bị luyến ái gia đình. Tuy nhiên hiện tại nghe cô chia sẻ cháu không còn sợ gia đình ngăn cản mà cháu còn tham đắm cuộc sống tại gia, còn ham chơi, thích thú cuộc sống ngoài đời. Nhưng trong tâm vẫn còn tâm mong muốn xuất gia và cháu có suy nghĩ là có lẽ cháu chưa cảm nhận được hết những nỗi khổ của cuộc đời, áp lực của cuộc sống nên còn ham thích. Và cháu đã nghĩ ra mình cứ ra trường đi làm trải nghiệm cuộc sống, nếu mà mình thấy khổ quá thì về chùa. Cháu đã tự nói với mình khi nào khổ quá thì về chùa. Và khi quyết định về chùa rồi phải kiên định với con đường đó. Cháu mong cô giúp cháu có thể kiên định hơn với chí nguyện của mình ạ. Câu hỏi của em rất là hay. Trong một bài kinh mang tên là bài kinh Điều Ngựa đấy, thì Đức Phật có dạy thế này. Đức Phật có hỏi một cái vị mà huấn luyện ngựa là ông huấn luyện ngựa thế nào? Thì ông ấy có trả lời thế này là ông có 3 cách huấn luyện ngựa thì dành cho 3 đối tượng. Đối tượng thứ nhất đó là con ngựa là nó rất hiểu ý chủ, chủ nhìn một cái hoặc nói một cái nó đã hiểu ý chủ rồi. Còn con ngựa thứ hai thì phải quất vào mông nó mới hiểu ý. Còn con ngựa thứ ba thì phải dùng cái dùi ấy, dùi vào xương nó mới hiểu ý. Tức là phải dùi cho nó đau, dùi tận vào xương đấy, thủng thịt, dùi vào đến xương, nó mới hiểu ý, nó mới chịu đi. Đấy, thì ông bảo có 3 hạng như vậy. Thì hạng thứ nhất là hiểu ý rất nhanh, ông gói đi là nó đi, nó đứng là nó đứng, bảo nó được. Đấy, loại thứ hai thì phải dùng roi, loại thứ ba thì phải dùng dùi. Thế Đức Phật cũng nói rằng, điều phục 3 hạng chúng sinh như thế. Có hạng chúng sinh nghe thấy khổ là họ giác ngộ và khổ, họ đi trên con đường này. Còn hạng chúng sinh thứ hai thì họ phải tự khổ, họ mới giác ngộ được ra sự khổ. Còn hạng chúng sinh thứ ba là hạng chúng sinh họ phải trả quả báo về khổ, họ mới thấy đó là khổ. Thế thì cũng vậy, em hãy tự chọn mình là loại ngựa nào. Đúng không? Ví dụ, chúng ta nghe đến 8 khổ. Trong cuộc đời của mỗi chúng sinh hữu tình đều có 8 sự khổ này. Nếu chúng ta nghe mà chúng ta thấy đó là khổ thì chúng ta sẽ dễ dàng uốn nắn chúng ta hơn. Chúng ta đỡ phải bị roi nó quất vào người hay dùi vào xương, phải không? Thứ nhất là cầu bất đắc thì khổ. Tức là em tự quán chiếu thôi. Ở đây cô sẽ hướng dẫn cho em cách quán chiếu bằng cuộc sống hiện tại. Những lúc mà em mong cầu, em không được như ý, cái lúc đấy mình thấy khổ lắm, phải không? Mà tất cả chúng sinh thì đều có mong cầu, không thể không có mong cầu. Thứ hai là oán tắng hội khổ. Những người mà mình không ưa nhưng mình bắt buộc phải sống với họ, đúng không? Ví dụ như cái thằng ngồi cùng bàn mình ghét lắm nhưng cứ phải ngồi cùng bàn thôi, phải không? Rồi đi làm cái người mình không ưa mà cứ phải làm cùng, mà nhất là nó lại làm sếp mình mới chết chứ, phải không? Không ưa tí nào. Không chối bỏ được, trong cuộc đời không chối bỏ được oán tắng hội khổ. Oán đối mà lại phải hội tụ vào một chỗ, không thể dứt ra được, dứt ra là không được. Trên cái đó là cái khổ vô cùng. Chứ không phải lúc nào chúng ta muốn từ bỏ một ai đó, chúng ta từ bỏ đâu. Nghiệp nó trói chúng ta rồi, phải không? Đi làm mà. Đó. Thứ nữa, ái biệt ni khổ. Đương nhiên là mình yêu thích cái người này nhưng người ta không thích mình. Đấy là cầu bất đắc khổ. Nhưng hai người thích nhau rồi mình phải chia tay. Ví dụ do chiến tranh có phải chia tay không? Chúng ta vừa xem cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraine đấy. Vợ phải chia ly chồng bởi vì chiến tranh, bởi vì chết chóc. Có không? Gia đình phải chia lìa nhau. Cái khổ đấy chúng ta phải tự thấy nó rất khổ.
ái biệt ni khổ, rất khổ. Rồi ngũ ấm, sĩ tịnh khổ thì cái ngũ ấm này nó hơi cao một chút. Thôi thì cô cứ nói một chút nữa, một chút thôi vậy. Ví dụ cái tâm mình ấy, lúc nó thế này, lúc nó thế kia làm cho mình khổ không? Có khổ không? Nhiều lúc mình không thích bực mình mà nó cứ bực mình chứ. Phải không? Đúng không? Tâm của mình nó thiêu đốt mình vô cùng. Đấy. Cái óc tưởng tượng của mình có làm cho mình khổ không? Đúng không? Sắc thọ tưởng hành thức mà. Cái gì nó làm cho mình khổ? Mình khổ vô cùng. Thế rồi mình già đi, hàng ngày mình có khổ không? Nhan sắc của mình phai mờ, mình có khổ không? Khổ. Mình bệnh, mình có khổ không? Mình chết thì càng khổ nữa. Đấy không? Đấy, chúng ta phải tìm hiểu nhiều về tám sự khổ này và chúng ta hãy cảm nhận nó, thì chúng ta muốn chấm dứt sự khổ ngay. Phải không? Và chúng ta sẽ đi được trên con đường này. Nhá. Và cô cũng mong rằng nếu em nào đi xuất gia thì chúng ta hãy giác ngộ khổ mà đi xuất gia. Phải không? Thì lúc đó chúng ta vào đạo chúng ta rất tinh tấn. Chúng ta sợ không muốn nó trói buộc của chúng ta nữa. Cô kể cho các em nghe thế này. Hôm nay trong cái lúc ăn cơm trưa ấy, thì cô có cắt một cái túi đựng thức ăn ấy. Thế thì khi mà túi nó để đấy rồi thì có một thói quen là lúc nào ta ăn cơm xong thì ta sẽ bỏ nó đi, tức là ta sẽ cho gọn nó vào, tức là nó một thành thói quen. Thế hôm nay thì khi mà cô vừa mới khởi lên cái ý đó là ăn cơm xong mình sẽ bỏ nó đi, tức là mình sẽ cất nó vào cái chỗ vị trí mà nó cần phải cất ấy, thì cô chợt nhận ra rằng cô bị trói buộc, bị lệ thuộc bởi cái thói quen đó. Bị trói buộc, bị lệ thuộc. Và lúc đấy mình cảm thấy mình bị thống khổ bởi vì sự trói buộc đó. Đấy nhá, mình nhận ra cái sự thống khổ trói buộc bởi vì cái thức. Rất là hay. Và tự mình giải thoát được, mình cảm thấy mình thoát được cái chỗ đấy ngay lập tức. Thoát được những cái thói quen mà khiến cho mình không nhận diện được hiện tại. Tất cả thói quen của chúng ta nó làm cho chúng ta không sáng suốt, không nhận diện được hiện tại. Và chúng ta thấy nó là khổ. Tất nhiên chỗ này hơi cao một chút. Nhưng người đi tu người ta có cái niềm vui đấy đấy. Đúng không? Người ta tự thấy biết được sự trói buộc ở trong tâm thức và họ tự thoát ra được cái sự trói buộc đó. Trói buộc của một thói quen. Và bình thường chúng ta làm chúng ta không biết đó là một thói quen. Nhưng đến một lúc nào đó chúng ta tu tập tâm linh thật sâu, chúng ta biết được đó là thói quen của chúng ta, của cái nghiệp. Cái nghiệp đó chúng ta gọi là cái thức đấy. Nó giống như là chúng ta nhìn thấy cái thích cái bông hoa này, lần sau chúng ta nhìn thấy cái này chúng ta khen đẹp ngay, phải không em? Thói quen của cái thức. Và chúng ta bị trói buộc vào nó. Chúng ta không thể nhận diện được trong hiện tại, chúng ta không sống được với hiện tại. Chúng ta rất khổ đau. Đó. Các em thấy không? Thế thì chúng ta phải tư duy về cái sự khổ của trói buộc gì? Trói buộc cầu bất đắc khổ. Khi chúng ta cầu không được, ví dụ chúng ta cầu không được cái này thì ganh tị nổi lên, ghen ghét nổi lên, đố kỵ nổi lên, phải không? Đúng không? Ví dụ chúng ta thấy cái cô kia là dáng người cô ấy là rất là đẹp eo lắm. Thế nhưng mà khi cô ấy đẹp rồi cô phải thể hiện, đúng không? Người ta đẹp người ta có quyền thể hiện. Lúc bây giờ mình không nhận diện ở hiện tại, mình sẽ bảo là gươm chồng ngứa cả mắt. Đấy là đố kỵ. Mà mình không nhận diện được ra là mình đang bị khổ thiêu đốt bởi đố kỵ. Phải không em? Đúng không? Đó. Cho nên chúng ta phải nhận diện là cầu bất đắc khổ cái gì. Cái chúng ta cầu chúng ta đẹp, chúng ta không đẹp cho nên nó đang chi phối chúng ta. Bởi vì cái tâm đố kỵ, chúng ta phải có trí tuệ để nhận biết được cái sự khổ nó đang thiêu đốt mình. Mình xa rời sự thật là đó là việc của người ta, phải không? Người ta đẹp, người ta khoe là việc của ta, có liên quan mình đâu. Tự nhiên mình đi qua, mình đã bị trói buộc bởi vì cái đó rồi. Chồng ngứa mắt, sĩ diện, được mấy hôm, phải không? Đúng không? Đó là chúng ta bị trói buộc bởi chính cái tâm bất thiện của chúng ta. Tự nhiên đáng ra chúng ta ngồi thảnh thơi ngắm vẻ đẹp của người ta mà chiêm ngưỡng, có phải thích không? Ồ đẹp nhỉ, thế có phải vui không? Đúng không? Tự nhiên chúng ta cũng không nhận diện được sự thật. Ngừa hết cả mắt. Đúng không?
mấy hôm đi ngã phát thì hết đấy, đúng không? Ngã phát thì hết đẹp, đúng không? Đúng không? Cầu bất đắc, mình cầu không được đẹp cho nên mình sinh ra vô số những cái tâm nó làm cho mình đau khổ, đúng không? Quán trí là như thế đấy, trí tuệ là như vậy đấy, không sống được với hiện tại, đau khổ không có được niềm vui, đúng không các em? Đó nhé. Thế thì chúng ta lên quán sát tám cái khổ này để chúng ta nhàm chán cái tâm thế tục của chúng ta. Nhàm chán cái gì? Nhàm chán cái tâm thế tục này, phải không? Cái tâm thế tục nó ràng buộc chúng ta, cho nên chúng ta muốn đi xuất gia để chúng ta có cơ hội từ bỏ tất cả cái tâm thế tục này đi. Cái tâm thế tục là cái tâm vô cùng đau khổ. Cầu bất đắc khổ có phải là tâm thế tục không? Ái biệt ni khổ có phải là tâm thế tục không? Oán thắng hội khổ có phải tâm thế tục không? Rất khổ. Cho nên hãy rời xa thế tục thì thanh lý được các tâm thế tục. Còn ở trong tâm thế tục thì khác gì, cô dùng từ này các em nghe nó hơi khó một chút, nhưng mà nó là sự thật. Là ròi đã ở trong đống phân làm sao thấy được mùi thối, phải không? Đúng không? Tức là khi chúng ta không giác ngộ, chúng ta không có kiến thức, chúng ta không có tri kiến thì làm sao chúng ta biết đó là khổ? Bây giờ ở ngoài đời nhé, thế này, hai người yêu nhau, giờ cô chỉ nói này để cho các em không bao giờ nhận diện được ra khổ bởi không có trí. Hai người yêu nhau, cãi nhau rồi xong tí đến làm lành. Ui dồi ôi, vui quá, hôm nay được làm lành, được hạnh phúc. Thế không có cãi nhau làm sao phải cầu cái hạnh phúc làm lành? Đúng không? Đúng không nào? Không cãi nhau tại sao có niềm vui làm lành? Thế bây giờ mình cứ thích cái hạnh phúc làm lành ấy thì suốt ngày cãi nhau đi. Để rồi nay được làm lành, mai được làm lành, phải không? Thế thì người ta không cãi nhau có phải ta đỡ phải mong cầu cái hạnh phúc làm lành kia không? Đúng không? Tốt hết, tâm mình không có cầu thì không có khổ, không có oán, không có khổ, không có ái, không có khổ, đúng không? Tại sao lại cứ thích cái sung sướng của sự làm lành? Sung sướng của sự làm lành nó chỉ có được khi chúng ta cãi nhau, phải không? Thế thì cũng vậy. Thế cái mà cái cầu được như ý nó chỉ có được khi chúng ta còn tâm mong cầu thế tục, phải không? Cầu được như ý thì ta vui, vì chúng ta bị cái mong cầu thế tục chi phối chúng ta, giống như là đang bị cái cảm thọ cãi nhau, giận nhau, cái nó chi phối chúng ta. Cho nên chúng ta mới mong cầu sự làm lành. Cũng vậy. Thì người mà bị mong cầu thế tục chi phối thì mới có cảm thọ thích thú khi được mình được tọa ý thôi, phải không? Còn chúng ta sống đời sống xuất gia lúc nào cũng tọa ý, khỏi mong cầu, phải không? Ba y một bát đủ rồi, cần gì phải thêm cái áo xanh, quần đỏ, váy viếc làm gì, đúng không? Cho nên đâu các thầy có phải khổ lão vì tội là hôm nay đi qua shop không có tiền đâu, phải không? Khổ lão mà rất đơn giản thôi, hôm nay nó rách rồi ta ngồi ta khâu mà thấy vẫn vui tươi chứ, có thấy thầy nào phiền lão vì cái áo rách đâu. Nhưng chúng ta ấy mà ngày mai rồi thôi hôm nay cô đã mặc cái bộ này màu vàng rồi, mai mình phải cho cô mặc cái bộ màu xanh chứ, đúng không? Đấy, chúng ta còn cầu trên con khổ. Đã có mong cầu thì có oán trách. Oán trách luôn luôn đi liền với mong cầu. Không cái gì là không có oán trách. Đã mong cầu là oán trách. Ví dụ chúng ta đã làm ăn để phấn đấu đi lên để được cái mong cầu thì trong đấy có nhiều cái oán trách không? Nhiều cái oán trách. Lấy chồng lấy vợ yêu có nhiều cái oán trách không? Thế mới gọi là không giận không gọi là yêu. Đấy. Không giận không gọi là yêu, không cãi nhau không gọi là vợ chồng. Đấy. Thế có phải là chúng ta luôn luôn sống với cái khổ không? Rất khổ. Đấy. Nhá. Thế thì cái câu hỏi của em thì cô chia sẻ như vậy để em biết rằng là đừng tìm cái khổ rồi mới đi xuất gia, mà hãy ở giống như là làm đệ tử ở hàng thứ nhất của Đức Phật, là nghe giác ngộ rồi thực hành, chứ không đừng để cho rồi nó trích vào xương. Tức là lấy vợ xong bầm dập vào, xong là một đứa thì con thì bị đau, một đứa thì coi như ốm, rồi vợ thì thế này thế kia, nó khổ quá, không muốn đi cũng được đâu, cũng được. Ở chùa có anh Phan Anh, là anh của Sư ông Bảo Thành. Hồi đấy là Sư ông Bảo Thành mới đi xuất gia, thì
Phan Anh có lên, hôm ấy cô nhớ là hai đứa nó đi lên với người yêu nó, xong rồi cô cũng khuyên nó là thế này thế kia, nó cũng bảo là con không đâu, con không không đi xuất gia được như là như ông Thành đâu. Thế rồi sóng đời xô đẩy, 6-7 năm trôi qua, muốn đi xuất gia mà không được. Bây giờ dễ cũng được. Thế là ta đành phải dễ cô vợ để ta đang làm ở trong quân đội, ta đi về chùa, ta được gần gũi đời sống xuất gia và trở thành trưởng ban chi sự của cư sĩ chùa Ba Vàng. Và chúng ta chờ đợi làm vùng để bao giờ con ta đủ lớn, ta đi xuất gia. Đấy, thế có phải là loại ngựa thứ ba rồi, nó chích vào xương cho rồi, khổ ơi là khổ rồi, thế chờ như thế thì chết rồi, phải không? Đấy, dạ. Hai cái đứa kia mà ngày lão than vãn khổ lắm, đi lên chùa 7 tháng thèm về nhà đâu, không về, bởi vì ở đấy nó cũng làm vui, dẫy đi thì không được, thế mà vợ thì cứ dẫy chồng ở nhà cũng không được, thành ra là cả hai, một cô kia thì ái biệt ni khổ, còn Phan Anh thì oán tắng hội khổ. Cô kia thì yêu thì ái biệt đi khổ, nhưng chồng đi cũng thèm về. Thế còn Phan Anh thì oán tắng hội khổ, mình muốn đi nó không cho đi. Đấy, thế, phải không? Đừng làm lại ngựa thứ ba nhé, làm lại ngựa thứ nhất thôi. Yeah.